Bắt đầu từ ngày 1 tháng 7 2021 thì cô sẽ livestream ở kênh LNB TV. Anh em nào có muốn xem livestream thì anh em nhớ đăng ký kênh LNB TV ở cái link này nha anh em. 15:30 các ngày thứ ba, thứ năm, thứ bảy mình sẽ livestream game Võ Lâm Truyền Kỳ Mobile để đi tầm ma ảo cảnh. Và 20:30 từ thứ hai đến thứ bảy mình sẽ livestream game Võ Lâm Truyền Kỳ 1 Mobile. Nhớ đăng ký kênh LNB TV. Khi mà mình có livestream thì anh em sẽ nhận được thông báo liền nha. Rồi ok, bây giờ chúng ta sẽ cùng 38 người hả? Thì coi nha. Chúng ta sẽ cùng thử một cái trận ta nói là cái trận tống kim anh em, tống kim của môn phái Hoa Sơn Khí, thấy không? Khi mà chúng ta chơi Hoa Sơn Khí thì xem nó có ổn cái xì áp không anh em. Nó coi có ok hay không. Rồi chúng ta chỉ cần đứng ở ngoài chúng ta rỉa thôi. Đẩy vô, cứ có đường rồi chúng ta đẩy vô thôi. Nha chân buồn mạnh á. Ok, chúng ta đấm đấm vào đá, đá đấm đấm đá. Được, nha chân buồn mạnh đấy, không để ý chết luôn anh em. Vậy vậy, nhà chúng ta sẽ tiêu anh. À tụi mình đấm hai nhát chết. Có Z đập chai nữa nè. Ok, chúng ta sẽ di chuyển từ từ thôi. Từ từ qua các chỗ, các chướng ngại vật. À, vô đây thì ok, cứ vào thôi. Úi. Ai đây hay nhất đây? Gia Cát Lượng bên tống, Gia Cát Lượng đi bên phải vậy. Chân này chắc treo nhiều quá, đánh được có mấy người. Ôi bụp bụp ôi bụp chậm thế nhỉ. Đấm hai cái. Không hồi máu luôn. Ôi căng. Ở trong luôn ấy.
Ủa bơm bát không lên luôn. Nhà chiên mượn nằm to vãi. Việt Nam kinh khủng. Giảm 45% mà còn không chịu nổi. Mừng đây hiệp ảnh chứ. Bắt đầu từ ngày 1 tháng 7 2021, thầy cua sẽ livestream ở kênh LNB TV. Anh em nào có muốn xem livestream thì anh em nhớ đăng ký kênh LNB TV ở cái link này nha anh em. 15:30 các ngày thứ ba, thứ năm, thứ bảy mình sẽ livestream game Võ Lâm Truyền Kỳ Mobile để đi tầm ma ảo cảnh. Và 20:30 từ thứ hai đến thứ bảy mình sẽ livestream game Võ Lâm Truyền Kỳ 1 Mobile. Nhớ đăng ký kênh LNB TV, khi mà mình có livestream thì anh em sẽ nhận được thông báo liền nha. No.
đấm con vô đàn 16k 17k đâm vậy ai chơi mày đâm ác quá ai chơi đâm ác quá ai chơi trời đây ông dùng thấm hả ôi rớt hàng hai luôn ôi nhà chụp một lên đây kìa ui lên là 300 luôn á kinh nha giết mình nha 300 luôn kinh khủng như mình chơi mùa siêu phẩm luôn rồi kìa đúng rồi đẩy vô đấm cho nát mỏ lũng quần luôn chạy ui đấm vãi nồi thấy đẹp thấy nó đấm chưa kinh khủng đấm mình hên là mình ăn được một cái cờ rồi thù em này nghe chim buồn là cái kiểu hơn nhiều ha đấm quá trời không có chịu đứt luôn anh em vãi nồi ờ đúng rồi dưới đây là hai video mà mình cảm thấy khá là hữu ích cho anh em và nếu anh em nào mà chưa xem hai video này anh em có thể bấm vào đây để xem hai video này nha anh em ơi. Ok, cảm ơn tất cả anh em.